bay của chúng tôi đã ở trên đường băng ưu tiên số 1 của trường cao đẳng du lịch Hải Phòng và chuẩn bị cất cánh. Chỉ còn rất ít ngày nữa để quý khách, các bạn học sinh trung học phổ thông đăng ký và nộp hồ sơ để có cơ hội hiện diện trên chuyến bay của chúng tôi. Chuyến bay mang số hiệu CDT0308K14 xuất phát từ cao đẳng du lịch Hải Phòng đến những miền đất hứa, những mảnh đất đầy hoa thơm và trái ngọt, nơi có ánh nắng chan hòa và những bãi biển xanh ngát dài vô tận. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để không bị lỡ cơ hội có mặt trên chuyến bay mang thông điệp HCT, The Beginning of Passion của chúng tôi. Thứ nhất, photo học bạ trung học phổ thông có công chứng. Thứ hai, bản sao giấy khai sinh. Thứ ba, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, yêu cầu bản sao bằng tốt nghiệp với những học sinh tốt nghiệp trước năm 2022. Thứ tư, photo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước có công chứng. Thứ năm, bốn ảnh kích thước 3x4. Thứ sáu, phiếu đăng ký xét tuyển và các giấy tờ chứng nhận hưởng chính sách ưu tiên. Các bạn có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm Truyền thông Tư vấn Hướng nghiệp của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Các bạn ở xa có thể nộp theo đường bưu điện theo địa chỉ Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hotline 0829 552 322 hoặc 0914 552 322. Thay mặt phi hành đoàn, cảm ơn quý khách đã luôn chọn HCT Airlines để chuyên chở ước mơ của quý khách đến miền hiện thực. Chúng tôi chờ mong các bạn trên những chuyến bay của HCT Airlines. Welcome on board!